Chào, chúng ta sẽ chơi một game mới. Game này có tên là Mass Adventure. Và cái game này á là mình được bạn mình suggest. Và mình nghe nói là cái game này nó khá là giống cái game Getting Over It. Cũng khá là stress á. Cũng rage quit đổ kiểu á. Thì mình nghĩ là mình sẽ đặt một cái challenge cho cái game này khi mà mình chơi. Đó là chơi game này, nếu mà mình chửi thì video này sẽ kết thúc. Ok, hợp lý á. Let's go. Ok, you better behave yourself. AD để di chuyển qua lại, space để nhảy. Cái đồ họa giống Mario ha. Ok, tao phải nhảy qua đây lấy đà cái. Vãi luôn. Ok, mình sẽ nhớ là thấy không? Ta đã học qua qua những điều ta học, ta đã biết được là qua kinh nghiệm là ta phải biết phải nhảy như thế nào á. Có tiền này như Mario vậy, vui với lại. Nấm à? Cái gì? Cái đó gì vậy? Đây gì vậy? Đây gì vậy? Ta không nghĩ nó sẽ có một cái bàn chân nó đưa ra để nó đá tao như vậy. Why? Không đụng bàn chân nữa. Đó, thì tiền nè. Đó, tiền nè. Nani? Cơ nhà mặt trời sẽ rớt xuống. Đó. Ta còn chưa đụng chứ cái gì luôn, ta chỉ tình cờ. Why? Hôm nay ta đã quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống chưa đủ mệt mỏi sao hả mọi người? Hả? Tại sao vậy? Cuộc sống chưa đủ mệt mỏi hay sao vậy? Người ta chủ yếu người ta chơi game là để người ta cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống mà. Cuộc sống chưa đủ mệt mỏi sao mà tạo mấy game này? Mặt trời với chúng tôi. Mặt trời kia xuống đâu? Ngày trôi nhanh hay rất là. Giờ sao nhảy quá? Ngày trôi nhanh rất lâu. Đừng có đụng gì nữa nha. Ok, để tao đoán nha, con gì sẽ nhảy ra tao, nó ăn tao. Để coi tao đoán đúng không nha. À không, tao đoán sai rồi. Nó giống như kiểu là nó không cho mình chơi á. Là tại sao cái game này nó tồn tại á, chứ là why the fuck do you exist? Mình farm mới được à? Bây giờ tao mới nhận ra một điều là trên đầu con nhân vật mình có cục cức á. Yeah. Am I handsome? Yes. Vậy là mình xa cách nhau. Ồ, mấy tao tưởng sẽ có cục từ đó có. Không, chúng ta phải bình tĩnh. Là một con người của sự thành công. Cái mày có thể nào mà mày bước một bước nhỏ nhẹ thôi được không? Hả? Nhảy lên đây. Xong nhảy lên đây. Xong nhớ là đó, cái đúm đúm. Be careful and keep slow. Thì tao phải làm gì? Đi xuống à? Làm sao tao thấy được? Ha? Về khi có anh. Excuse me. Đó. Đừng đụng cục đó, nó sẽ đẩy mày xuống. Why? Giống như là cái trò này giống như là mình phải chơi mình mới biết để mình né vậy á, chứ mình không thể nào mà mình biết né chỗ nào hết á. Ok nha, nhảy lên cục giữa. Đó. Yes. Yes. Tao cá luôn là nhảy qua kênh này sẽ có một cái gì đó nhảy đó cắn tao. Ok, thank you. Thì tao làm gì? Tao có nguyên một chiếc bay luôn chứ. Unbelievable. Giờ sao? Game này vui lắm, game này vui lắm, mới chơi thử đi. Nhìn tao có giống đang vui không? Nhìn tao có giống đang vui không? Nhìn tao còn giống tao đang vui không? Và đừng nhảy, ok. Đừng nhảy đúng không? Chỉ là đừng nhảy thôi đúng không? Chỉ là chạy qua thôi đúng không? Ok nha, chạy qua thôi. Cũng vậy à bạn ơi. Sao vậy không ra được? How? Tao nghĩ là tao biết tao phải làm gì rồi. Đó thấy không? Sao cơ mà sẽ nhảy qua đây? Hai trăm IQ. Cái meme này sẽ đá mình chắc luôn. Ha! I got the past 10,000 cannot. I got the past. Ha! I need to đọc you. Alo, you ơi. Giờ sao tao qua mày? Con bà cha nó.
How? Tao đã bỏ ra 43 ngàn để tao mua stress cho bản thân không, mọi người tin nổi không? Tao rất là muốn đấm cái màn hình nhưng mà các bạn đừng có mắc tiền. Nè, mọi người tin được không? Mọi người có tin được không? You will die later. I don't care. Mày nghĩ tao mày mình miếng là mày nói tao chết. Tao chết sau này là tao sẽ quan tâm à? Tao đã chết từ bên trong lâu lắm rồi, tao không quan tâm. I'm dead inside for a very long fucking time. Ok nha. Alo 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 alo. Xuống đây. Ủa sao cái nó không đi xuống sao mình leo lên? Tao đứng yên mà tao cũng chết nữa. À đó thế. Ồ, nhìn nó di chuyển mọi người ạ. Nó di chuyển mọi người ạ. Nó di chuyển mọi người ạ. What the... À? À? Như các bạn thấy đấy, game này khiến chúng ta phải nghĩ ngoài cái hộp. Chúng ta không thể nào nghĩ ở trong cái hộp. Tại nghĩ trong cái hộp đi thẳng cái là chết. Chứ chúng ta phải nghĩ ngoài cái hộp. Phải suy đoán coi là nó sẽ làm gì khiến chúng ta chết. Đó thấy không? Thấy không? Bây giờ mình phải suy đoán tiếp nè. Save her. Then you win, chop chop. Nó để một đứa con gái siêu xinh đẹp ở đây và nó kêu là nếu mà mình cứu nó thì mình sẽ thắng. Thì theo mình á, đây là cái bẫy. Khi mình chỉ cần bước tới nhỏ thôi, con nhỏ nó sẽ nổ cái đùng hoặc là nó là một cái gì đó mà nó sẽ làm mình lú cái đầu. Cho nên mình sẽ không cứu nhỏ đó và mình cũng sẽ tiến tới nó một cách chậm rãi và từ từ để coi cái chuyện gì xảy ra. Tao sẽ nhảy qua nhỏ luôn, tại biết đâu, đúng không? Tao nói rồi, có thể đây là cái bẫy. Khi cái này không là cái bẫy. Ê, cái này là cứu con nhỏ trên này không? Biết ngay. Why? Ken đùm đùm quá giỏi. Thấy không, ta nói rồi. Very handsome. Ah yes, cảm ơn mình khen thường quá. Mình đẹp đó giờ. I'm not handsome. I'm fabulous. Ah, mang hai. Yes. Oh my god, you scared me, man. Đó, thấy không? Tao rất muốn đập cái gì đó. Đó, thấy không? Are you fucking serious? My god, you know what? Tao sẽ không tham nữa. Easy đi. Khoan, thường là cái đường dễ. Nó sẽ khó. Mà đường khó nó sẽ dễ. Tao không có tin cái game này. Thường lấy loại game này hay dạy em tao thấy đường khó. Để coi nó có gì. Long time no see. Nữa hả? Nữa hả? Ok nha, mình sẽ tin game lần này đi hướng dễ. Để coi. Biết ngay mà. Ha! Mày nghĩ mày lừa được tao? Don't step me. No, I'm not gonna... Mày gì đâu nữa? À, ok là phải nhảy qua đó đúng không? Bà! Ta! Don't step me! Step... Có khi nào mình phải đẩy cục đó qua không ta? Ok, tao đã phạm sai lầm rồi đó, tao phải quay lại á. Ok ok nha. Lừa mí. Tao nghĩ là tao phải đẩy qua nó quay nè. Cái xong là tao sẽ nhảy lên nó. Đúng rồi, mình đang suy nghĩ đúng rồi đó. Chỉ là mình hết. Oh no. Oh no. Không tới, mình phải đẩy mạnh. Bà cha nó. Nó vẫn đi qua, mà đi qua hơi chậm. Không. Đó, quá hợp lý. Khoan. Cái này sẽ rớt xuống. À không có gì hết rồi, ok nha. Tao cho tao quát, quát khả nghi. Cái gì đây? À. Tao để tao nhảy khắp chỗ đây coi có cái gì không. À. Bro. 1, 2, 3, 4. Đó. Đó, hợp lý, xong cái là à! Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Like, comment, thích và subscribe để xem thêm. Sẽ hẹn gặp các bạn ở video lần sau, không phải video game này nữa. Bye.